tí nữa phải mát cơ. Hoa đẹp này hay nheo mắt lắm. Thấy chưa? Đẹp chưa? Trời ơi. Rất là đẹp các bạn. Đây, vườn hoa nhá. Xa xa đằng kia là đi thuyền sang vườn chim kìa. Đấy. Bây giờ mình lại đi đâu đây? Mấy cây nữa là vào đấy? Hai cây. Vậy. Và dốc này. Anh đi đấy. Đâu em nhìn vào chỉ dốc. Anh vậy, không để ý. Cái này đẹp nhờ. Anh em đang đi vào thung nham. Trong đây bãi để xe trong đây. Giờ thả hai số này ra. Tứ xe hoa trước. Đây gì? Đến đây rồi gì? Xoan bé. Không, nó đi vào trong kia rồi. Giờ đây xe vào đây để trong bãi mà. Còn xoan thì vẫn cứ xoan. Có sơ đồ các điểm quan. Tham quan đầu tiên của đoàn ta vị trí tay trái, tham quan Hang Phụng Thiện. Dán hết dán. Dán vào tấm lỗ rồi, mỗi người cầm lên cái nhá. Cái vé này trước khi vào cửa là bấm lỗ. Cửa này là cửa thứ hai nên có hai lỗ. Ở đây là vé thung nha, khu du lịch. Đâu nhỉ? Kia là con đường đi vào. Đây là khu vực thuyền hoa nhá. Cái này mà có thuyền đi nhỉ? Mình cứ chưa vào đảo hoa cơ mà, đúng không? Thank you.
Đây là vào cái gì nhở? Hả? Bây giờ là mình đang đi vào, đi lên cầu đi vào cái gì đây? Đây, đầu tiên là khu ẩm thực. Thế nào, đây là những cái biển chỉ dẫn này các bạn này. Khu ẩm thực này. Đây, gối đại, cây đa di chuyển. Đây là những cái điểm chuẩn bị đi tới đường mộ. Bây giờ mình đi đường này. Đầy đủ chưa? Đầy đủ chưa? Trên này là gì nhỉ? Mình đi lên này, trên này tí đi nhỉ? Xem nào. Ăn đi ăn. Trên này là khu trên này đẹp lắm này. Những tượng này bằng đá chứ nhờ. Có tượng này bằng đá đấy. Giờ mình sẽ đi lên cái lèo này. Lèo này đẹp quá đấy. Lèo này là làm bằng những cây cỏ danh. Đẹp vô cùng. Đây, dưới kia xa xa kia các bác kìa. Ở đây là thung nham nhá. Đây đây. Xa xa đẹp lắm. Đây đây, đây là khu du lịch đây. Khu du lịch thung nham đấy con. Kia là những cái cây cau như kiểu mình ăn trầu đấy đúng không? Cau ấy luôn đúng không? Kia là những cái đèn lồng treo buổi tối mới đẹp à? Ba bố. Ông chăn. Đấy, ta gánh củi này. Ô, ông tiểu phu này, gánh củi này. Đây là toàn cảnh ở cái chỗ này. Chỗ này là cái vậy, cái chỗ ấy hoa đâu? À, rừng hoa ở chỗ nào? Chưa đến à? Bây giờ mình đang đi đường nào vậy? Đi lòng vòng. Tí nữa có biết đường không? Đây là lên quán cà phê giải khát này. Đẹp chưa các bạn này? Đây, ở đây đẹp lắm các bạn. Cây cọ mát cực kỳ luôn. Cọ này đẹp nhờ. Cái này mùa hè mà ngồi dưới này mát lắm. Con đi ra này à? Đâu, đường này là cái đường lúc nãy mình vào đúng không? Xe cái đây, bãi xe cái đây.
Ừ nhưng mà đấy là bãi xe cái chỗ lúc nãy mình ở đằng kia đúng không? Đây là bãi. Chỗ kia là khu ẩm thực kìa, khu ẩm thực cà phê này. Ra được bãi xe cái đấy. Đây là giếng ngọc này. Đẹp chưa này các bác ơi? Này này đứng lên. Em đứng ở trung tâm này không. Đẹp chưa cả? Chụp không? Xếp chụp không? Bây giờ là cuộc hành trình tiếp tục. Anh em mới đi được 15 phút thôi các bác ạ. À chỗ kia là chỗ vòng hoa này. Cây này đẹp chưa các bác này? Đẹp quá thế này. Vui quá. Đây là trâu. Trâu này là trâu lọc. Đấy, cái này đây đầy đầy tổ chim mà. Đây đầy đây. Đẹp chưa? Đi gọn rồi nhá. Đang ngồi rồi chờ đợi đấy. Đây là khu nhà sàn này. Nhìn. Đẹp chưa này các bác này. Đấy. Ô kia là những cái giỏ để đựng cái gì nhá? Ong bầu, ong bầu. Cái gì? Ô có cả chiếc chòe này. Thôi. Đây là cái dế. Nhưng mà cũng đẹp mà. Đúng không? Kìa, ai ăn sung cơm kìa? Sung cơm kìa. Lên trên này xem nào. Đây là cái tác phẩm là há mụng à há miệng chờ sung. Đây là há miệng chờ sung đây. Đấy. Ôi đây, sung đang ở trong mồm luôn này. Đây há miệng chờ sung đấy. Vườn kim thung nha. Kia là hai cái thuyền hoa. Cảnh rất đẹp. Đẹp chưa này các bác này? Hoa này gọi là hoa thực dược này. Đây là vườn hoa thực dược này. Thank you.
tên là cái gì? Nổi tiếng vậy. Vậy thì tí nữa mình ra xem hoa tam giác mạch. Đây này rất nhiều du khách đang đến chụp ảnh, cảnh rất là đẹp. Bác nào có được nhận hoặc là có dịp đi vào Thung Nham nhá, Thung Nam chơi nhá, khu du lịch Thung Nham đẹp tuyệt vời luôn. Đâu đi, đâu đi, nhà khu này nhiều du lịch nhỉ, đi lên trên kia xem. Gọi là hoa tam giác mạch á. Đây là hoa tam giác mạch. Tam giác mạch. Hoa tam giác mạch này các bạn này. Đấy. Rất là nhiều. Cả vườn luôn. Thơm. Bến thuyền vườn chim. À cái kia mình phải đi thuyền sao mới ra được vườn chim đúng không? Mình đi, bây giờ mình đi nào đây? Nhưng mà đi thuyền là đi đâu ra đằng kia? Ở bến thuyền vườn chim đây. Chắc lắm chim lắm. Đi Thung Nham nha các bạn nha. Thung Nham cái gì kia? Có chứ. Đẹp chưa? Trời ơi, đi vào khu con đường này rất là mát. Mát không? Vườn khế bên kia. Ở bên kia là vườn khế cơ. Táo này bị ăn hết rồi. Bên này là vườn táo này. Vào vườn này ăn tự nhiên nhé các bác nhá. Vườn này là vườn hoa quả. Đấy, vào vườn này là ăn tự nhiên này. Nhưng mà ở đâu? Đây là hoa này là hoa. Quay nhá.
hai bác xuống cầu. Tôm đâu? Đó, tôm đâu? Đâu bóng chứ? Bóng chứ? Anh em đang ra cái chỗ cái biển phải đi đi thông nham, phải nhất là cái biển này. Là anh em đang vào vườn hoa quả này. Vườn này là vườn khế nhờ. Ôi, khế chua chắc chắc khế ngọt chứ. Bắt thử xem, trèo lên bắt thử quả xem. Đây là vườn cây ăn quả nhá. Quả nào chín chín ấy, quả nào đường sâu ấy. Không, khế ngọt đấy. Ai trồng khế chua làm gì? Khế ngọt hay chua? Ngọt đi. Cho quả nào. Quả nào không... Quả to to này không ngon này. Hay là sâu rồi? Ôi dồi ôi. Mời các bác nhé. Ngọt lắm. Ngọt lắm. Đây là vườn cây ăn quả nha. Ngọt quá. Ngọt lắm. Ui ôi. Ngọt. Vừa chua vừa ngọt. Có cây thì ngọt, có cây thì chua. Cái này là trẻ con không đi được này. Cái này đi là nguyên người lớn đi thôi này. Dũng đây biết sao không? Đấy xong vườn ăn quả đúng không? Không có à? Hết xuống nước. Rồi, có quả gì không nhỉ? Không có quả gì. Vừa nổi này nó đã hết quả rồi.